Cao Quang Thanh xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 12 tháng 5. Bên em xin gửi đến mọi người video số 384, một số cây cần Nhật Bãi, chất liệu là carbon, gồm có cần tay, cần hai khúc, cần câu bè, ASO và cần súp nha mọi người. Và shop em là bên quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người mua hàng gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em qua số 0778873789. Mọi người mua hàng của bên em là được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Và bên em có ship sale day toàn quốc. Mọi người mua hàng thì nhắn giùm em cái mã hàng, được đánh số thứ tự là từ số 1 cho tới số 18, video số 384. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu từng cái mẫu cần cho mọi người tham khảo nha. Rồi đầu tiên nha mọi người, mã số 1. Mã số 1 ở đây là một cây cần 2 khúc câu lăng C dài 2m4 của hãng Suyumi. Bát là bát hãng Suyumi. Tem vàng xuất Nhật. Khoen ở đây là khoen Fuji. Khoen là dàn khoen Fuji. Cần còn rất là mới đẹp. Độ cứng 30. Ngoại hình còn đẹp nha mọi người đây. Còn rất là mới luôn. Cái này còn đẹp. Đọt 2 ly 3, nhẹ 360g. Số 1, cây này giá 650.000. Chất liệu là carbon. Hàng là được bao ship. Số 1. Tiếp theo sẽ là số 2. Số 2 cũng là một cây 2 khúc, chất liệu là carbon. Dài là 2m. Cây này chiều dài thực tế là 2m1. Cái này bị hụt 10cm, còn có 2m nha mọi người đây. Chiều dài thực tế là còn 2m. Và bát ở đây là bát Fuji. Khoen là khoen Fuji Gold, có bị cũ theo thời gian. Cái này lòng sứ thì còn rất là sáng bóng nha mọi người. Chỉ có cái khoen thì nó cũng hơi bị cũ theo thời gian nè. Đây, khoen hơi cũ theo thời gian. Bu này thì nó thay bu rồi nha mọi người đây. Bị hạ đọt và thay bu. Độ cứng cần là 30 thì bây giờ phải là 40 nha mọi người. Cứng hơn 30 tại vì nó bị xuống rồi, xuống đọt rồi. Richard, của hãng Richard. Tay cầm ở đây là bằng mút, có bị trầy xước sơ. Ngoại hình thì cũng còn xài rất là ok nha mọi người. Đây, cây này thì đọt là 3 ly 9, nhẹ là 230g. Số 2 giá 400 thôi nha mọi người. Đây, 400 được miễn ship ha. Mọi người được kiểm tra hàng trước khi thanh toán giùm em ha. 2m, số 2, 400. Số 3 là một cây 2m4, 2 khúc, câu lăng C của hãng Misty Stick Suyumi. Chiều dài là 2m4, cây này là độ cứng 30-80 của Trung Quốc sản xuất nha mọi người. Cây này được sản xuất tại Trung Quốc. Bát ở đây là bát Fuji. Khoen ở đây là khoen hãng. Khoen này thì cái lồng sứ còn rất là bóng đẹp, nhưng mà cái viền ở ngoài á mọi người nó bị ra ten ha. Đây, lồng sứ thì bóng nha mọi người, chỉ có cái viền khoen thì nó hơi cũ theo thời gian đây, nó bị ra ten đây mọi người. Về mọi người thích thì xài cái khoen này, không thì thay lại dàn khoen đẹp ha. Đây, phôi là phôi carbon trơn, độ cứng cao, độ cứng là 30-80. Tay cầm ở đây là nó làm bằng mút nha mọi người. Đọt là 2 ly 6, nhẹ 260g. Số 3 này giá 400 nha mọi người. Đây, 400 thôi. Về mọi người thích thì lên một cái dàn khoen đẹp xài ha. Số 3, chất liệu là carbon, giá 400 miễn ship. Số 5, số 4 nha mọi người. Em xin lỗi, nãy là số 3, bây giờ số 4. Số 4 là một cây 2m4, 2 khúc lăng C luôn nha mọi người. Tay cầm ở đây là bằng gỗ. Cây này là của hãng CG, dài 2m4, độ cứng là 30. Độ cứng là 30, nhẹ là 327g. Bát Fuji, khoen ở đây là khoen Fuji dạ quang. Khoen thì cũng còn rất là đẹp luôn. Khoen bát Fuji. Sơn, nước sơn thì cũng hơi bị sần theo thời gian tí nha mọi người đây. Cái phần bọc ở đây thì nó cũng hơi bị cũ nè, ra ten xíu. Ở phần đây là bằng mút nha mọi người, phần này là bằng gỗ. Đọt là 2,4 ly, nhẹ là 327g. Rồi, số 4, giá 550.000. Chất liệu là carbon luôn nha mọi người đây. Số 4, giá 550.
Số 5 là một cây lu 2 khúc. Cây này độ cứng UL, dài là 2m1. Bát Fuji, khoen ở đây là khoen Fuji luôn nha mọi người. Cây con này của hãng Ryobi, dài là 2m1, độ cứng UL, của Hàn Quốc sản xuất. Entertainer. Cây này được sản xuất bởi Ryobi. Và khoen ở đây là khoen Fuji. Tay cầm là bằng mút, đọt là 1 ly 6, nhẹ là 160g, tem vàng xuất Nhật, số 5 giá là 550.000. Số 5, lưu 2 khúc. Số 6 là một cây bè. Cây bè này có chiều dài là 2m4, của hãng Ryobi. Ryobi Wonder Carbon. Đọt số 1 dài 2m4, có cốt nôi nha mọi người. Ryobi. Cái này của hãng Ryobi nha mọi người. Độ cứng là 20. Đọt số 1. Độ cứng 20. Sau đây là đọt số 1. Số 1 này độ cứng cây này là 20 nha mọi người. Khoen ở đây là khoen Fuji. Chất liệu là carbon. Đọt là 1 ly 3, nhẹ là 160g. Tem vàng xuất Nhật. Carbon, đây là dạng carbon vân á nha mọi người. Số 6 nha mọi người. Cái này là giá 500 miễn ship. Là được miễn ship. Ở đây là nó có dính keo á mọi người. Keo thôi. Số 5. Rồi tiếp theo sẽ là cây số 6, cũng là một cây bè nha mọi người. Số 6 cây bè 2 khúc. Cây bè này thì là dài là có 2m thôi. Chiều dài là 2m1 của hãng Ryobi, bị hụt 10cm, độ dài thực tế là còn 2m. 2m nha mọi người. Và độ cứng là 8. Độ cứng trên cần đĩa là 8. Được sản xuất tại Hàn Quốc. Bát ra là bát Fuji FS6, chất liệu là carbon. Lô này toàn bộ là carbon hết nha mọi người. Khoen ở đây là khoen Fuji. Bù cái đầu đọt là nó tháp đặt nha mọi người. Đây, cây này nó được tháp đặt. Rồi, số 7 nha mọi người. Nhẹ có 120g thôi, đọt là 1 ly 4. Giá 350.000. 350.000 là được bao ship ha mọi người ha. Đặt số 7. Rồi tiếp theo sẽ là số 8 nha mọi người. Số 8 là cây cần tay lắm ngắn. Chất liệu là carbon luôn. Carbon tết nha mọi người. Cây này thì được sản xuất tại Trung Quốc á mọi người. Dòng này thì thường cái hiệu này nè mọi người, là của Trung Quốc sản xuất. Cần thì còn rất là đẹp, Trung Quốc xuất Nhật nha mọi người. Đây, WEZZ. Số 8 dài 4m rưỡi. Chất liệu là carbon nha mọi người. Ngoài hình cây này cũng còn đẹp lắm nha mọi người. Đây. Đọt là đọt đặc. Cái này là đọt đặc. Đọt là 0.9 ly. Cần tay Nhật bãi thì cái độ cứng nó cũng thấp nha mọi người. Phù hợp cho mọi người câu cảm giác thôi. Cây này thì độ cứng khoảng 2.5 ly thôi. Cần lóng ngắn thì kéo cần ra nó cũng thẳng cần nha mọi người. Đây, đọt có 0.9 ly thôi. Độ cứng tầm 2.5 ly. Nhẹ là 120g. Và thu gọn là 56cm. Cái này phù hợp cho mọi người bảo có xe. Cần thì còn đẹp. Phủ lớp kim tuyến nha mọi người. Số 8 giá 500 miễn ship nha mọi người. Cây cần tay lóng ngắn ha, giá rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo sẽ là một cây lóng ngắn đó mọi người. Cần tay lóng ngắn dài 5m4. Cây này được sản xuất tại Hàn Quốc. Dài 5m4, đọt 0.7 ly. Đọt 0.7, cây này cũng còn đẹp lắm mọi người. Nhẹ là 200g. Độ cứng thì thấp thôi, 2H thôi nha mọi người. Phôi đẹp.
phơi cái này còn đẹp. Nhẹ 200g, thu gọn 56cm. Cái này cũng phù hợp cho mọi người bỏ cốc xe, đi du lịch. Gọn. Số 9 dài 5m4. Rồi, cái này thì giá đẹp cho mọi người luôn. Giá 690.000 bao ship nha mọi người. Đọt này là đọt rỗng. Cái này đọt rỗng nha mọi người. Rồi cây số 9 nha mọi người. Giá là 690.000 ạ. Rồi tiếp theo sẽ là một số cây ISO. ISO khoan nhỏ, ISO khoan lớn và cần súp. Số 10 nha mọi người. Số 10 là một cây cần ISO dài là 4m4. Dài 4m4, đọt 1 ly 3 và nhẹ là 140g. Cần này thì câu trợ máy Bass Fuji FS5 hoặc là mọi người về xã cần tay. Cây này đọt nói chung là lớn và độ dài thì là 4m4. Đây, độ dài 4m4 nha mọi người. Và cái hiệu thì nó bị trầy hết hiệu rồi. Thân thì cũng nhỏ thôi. Cây này thân nhỏ thôi nha mọi người. Đọt là 1 ly 3. Cây này nếu mà mọi người xả cần tay thì độ cứng khoảng 2h30 ha. Hoặc là 3h. 2h30, 3h. Cái phần đọt ở đây thì nó cũng hơi trầy sơn. Phôi thì cũng còn đẹp. Đây, mọi người về xã cần tay, cây này nhỏ nhẹ đánh vừa luôn. Khoan ở đây là khoan Fuji nha mọi người. Đây, khoan này khoan Fuji. Rồi, nhẹ có 140g thôi nha mọi người. Số 10, giá 400. 400 bao ship. Số 11 cũng là một cây ISO khoan nhỏ, cần tay hỗ trợ máy. Chiều dài là 4m5, đọt 1.5 của hãng WIZZ Trung Quốc sản xuất. Cần còn rất là đẹp, Bass Fuji FS6. Khoan này cũng là khoan Fuji. Đọt của cần là 1 ly 4. Đây, cần này cũng là 1 ly 4 ha mọi người ha. Mọi người câu trợ máy. Cần còn đẹp. Đọt 1.5 thôi nha mọi người. So với cần tay thì chắc nó cứng tầm khoảng... Ở đây nó bị... gì đây? À, cái này nó bị tróc cái lớp sơn á mọi người. Đây, nó bị tróc lớp sơn thôi chứ không phải ảnh hưởng gì tới phôi. Phôi vẫn còn nguyên vẹn ha mọi người ha. Đây, tróc lớp sơn ngoài thôi. Tróc lớp sơn. So với cần tay độ cứng khoảng 2h30 nha mọi người. Đây, đọt là 1.4. Đọt 1.4. Đọt 1.4 ly. Nhẹ 180g. Số 11 giá 550.000. Được bao ship nha mọi người. Rồi tiếp theo là cây số 12 là một cây NFT. NFT này thì chiều dài nó là 6m3, trên này để 63, em đo thực tế là 62, 6m2. Đọt số 1. Bubble Love. Hàng hai da của hãng NFT, cần còn rất là ok. Đọt là 1 ly 2, nhẹ là 260g. Khoan ở đây là khoan Fuji. Khoan Fuji. Đọt. Đây nó có bị trầy một lớp sơn nha mọi người. Đây, trầy sơn. Có trầy sơn. Xoắn ở đọt thứ lóng thứ 3, từ gốc đi lên, từ ngọn đi xuống. Từ ngọn đi xuống là lóng thứ 3 là bắt đầu xoắn rồi nha mọi người. 6m2, chiều dài thực tế là 62. Cây này mọi người về có thể xả cần tay ha. Xả cần tay. Hạ đọt là có thể đánh bạo lực luôn. Rồi, cây này nó nhẹ là 260g. Nhẹ có 260g. Số 12 giá 1.050.000. 1.050.000 là số 12. Số 13 là một cây Daiwa. Daiwa của hãng nha mọi người. Đây. Daiwa này thì chiều dài là 6m2, đọt số 1. Đều dài là 6m2, thực tế 62 nha mọi người đây. Bát của nó là bát của hãng Daiwa luôn.
Ở đây thì phần tay cầm nó có bị trầy sơ, trầy xước nè mọi người. Lóng ngoài hơi trầy xước xâm lông mèo thôi. Khoen ở đây là dàn khoen xích. Dàn khoen xích nha mọi người. Dài 6m2, đọt là 1.4 ly. Đọt là 1.4 ly. Xoắn X hai da của đây qua. Các lóng cần bên trong còn rất là đẹp, sáng đẹp. Các lóng bên đây còn đẹp. Chỉ có cái lóng như lóng nào đang bị chạy. À lóng này nè mọi người đây. Lóng thứ hai ha, từ gốc đi lên có bị chạy nè mọi người đây. Chạy ở cái phần bên một mặt bên đây. À, thường là em thấy lóng thứ hai là nó hơi bị trầy lắm. Đây mọi người, còn lại là bên đây thì đẹp, chỉ có trầy một đoạn xíu tới đây thôi. Rồi, khoan xích. Em không chưa có đo độ dài thu gọn, mọi người cần nhắn giùm em đo lại ha. Nhẹ 320g, số 13. Giá 1.050.000 nha mọi người, miễn ship. Rồi, số 14 là một cây ISO khoan lớn. Dài 5m3, đọt số 3. 5m4 đo thực tế còn 5m3, đọt là đọt số 3 của hãng Alpha Techco nha mọi người. Bát ở đây là bát Fuji, tay cầm ở đây là bằng quấn nhợ. Và khoen ở đây là khoen Fuji, đọt cần này là có 1.4 ly nha mọi người. Số 3 nhưng mà đọt là 1.4 ly. Đây, đọt thì carbon vân. Khoen là khoen Fuji. Phôi đẹp nha mọi người, trầy xước cũng không đáng kể, chỉ có trầy xước dâm sơ, phần đây hơi trầy tí nè. Đây, cái lóng này nó hơi trầy ha. Rồi, số 14 giá 700, dài 5m3. Số 15, cây ISO khoan lớn, dài 5m3 luôn nha mọi người, 5m3. Đọt này đọt số 4 á mọi người, trên cần mình đọt số 4 nè, hơi trầy xíu. Bát Fuji FS7. Tay cầm ở đây là bằng không có quấn gì hết mọi người, carbon luôn. Đọt 2 ly, cái này đọt lớn. Khoen ở đây là khoen nó không để Fuji mọi người ơi. Khoen này không thấy để Fuji à. Đọt 2 ly, nhẹ 3, nhẹ 400 g lận. Cái này nặng nha mọi người đây. Số 15 giá 700. ISO khoen lớn. Carbon vân. Hãng Alpha Techco. Số 15 giá 700. Số 16 cũng là một cây ISO khoan lớn. Dài 5m, cây này độ dài á mọi người. Của hãng Daiwa 5m4 mà em đo còn có 5m thôi, đọt số 5, cây này rất là cứng nè. Của hãng Daiwa Bass Fuji, tay cầm ở đây là quấn nhỏ nha mọi người. Khoen ở đây là khoen Fuji, đọt 2.4 ly. Cái này khá là bạo lực ha. Đây, người về đánh bạo lực luôn. Nặng 400g. Số 16 dài 5m. Dài 5m. Đây, có bị trầy xước sơ thôi mọi người. Đây, chưa, chỗ này chưa trầy, hình như có trầy đâu bên trong. Đây, khoảng này có trầy nè mọi người. Đây, có trầy nha mọi người. Đây, xước. Phần này xước hơi nhiều. Lóng thứ hai và lóng thứ ba mọi người đây. Đó, có bị trầy ha. Em quay rõ cho mọi người thấy luôn ha. Bên đây thì không trầy nè. Chỉ có cái bên má này trầy. Đó, trầy. Cái này nó trầy, nó không phải bị dập bể gì nha mọi người, chỉ trầy cái phần phôi thôi. Rồi, cái này rất là bạo lực luôn. Hơi trầy xước của hãng Daiwa. Rồi, giá cho mọi người là 600. Số 16. Số 17 là một cây súp. Dài là 4m2, C-Max của hãng C-Max, lông tròn súp. Dài 4m2, độ cứng 27, bát Fuji FF7, khoen Fuji. Đọt ở đây là 2.2 ly, nhẹ 380g. Cần ngoại hình còn đẹp, bát Fuji, khoen Fuji. Phần phôi thì có phun kim tuyến. Số 17 nha mọi người, giá 780.000.
Số 18 là một cây Super Celeste dài 4,5 m, tem vàng xuất Nhật của hãng Wisno. Enjoy yourself with nature, Wisno. Bát Fuji FF7. Khoen ở đây là khoen Fuji. Đọt 2 ly 3, độ cứng tầm 20-25, nhẹ 480g. Ở đây phần khoen này mọi người, khoen ở đây thì nó có bị trầy. Ở phần đọt chứ, em xin lỗi ha. Đọt ở đây nó bị trầy một lớp sơn. Khoen Fuji. Phôi có bị trầy xước. Hàng 7 thì nó cũng có bị trầy nha mọi người đây. Hàng đã xài rồi. À, chiều dài là 4,5 m, một cây súp. Cây này có 5 khoen nha mọi người, một cái khoen cái nó gặp lại. Rồi, số 18 giá 800. Miễn ship nha mọi người. Rồi, mọi người mua hàng gọi điện giùm em nha. Rồi em xin chào, cảm ơn tất cả mọi người.